Chào bà con, như vậy là coi mình tăng năm mới rồi, mình tăng năm mới rồi coi để nó có giờ cái này để khi mà máu nó chạy ra thì nó chặn lại được. Thì bây giờ có mình hỏi họ thì bắt đầu hỏi cho mình và hỏi họ hỏi cho mình thêm với cả mấy cái nữa thì khi nào mình cần mình có thể mình thay. Lát nữa bắt đầu mình có thể mình đi ra ngoài thì coi thể trong này bệnh viện mặc dù tư nhân nhưng mà cũng đông quá chừng đi. Rồi những người nào mà họ không muốn chờ đợi thì họ có thể vô bệnh viện tư để mày trả thêm chút xíu tiền để công việc của họ được thuận tiện. Còn nếu mà chờ của chính phủ thì hết 1 năm. Ok, rồi bye bà con nha.